Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ốp cỏ nhựa, trụ điện và tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Lâu nay, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn được coi là đầu tàu kinh tế Việt Nam. Thành phố này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước một con số đáng kể. Nói tới Sài Gòn thì người ta nghĩ ngay tới một thành phố năng động với những đại lãnh đạo có tài năng, trí tuệ tới mức nhiều ý kiến lâu nay tin rằng lãnh đạo kinh tế Việt Nam phải là người Sài Gòn hay ít nhất là người miền Nam. Vậy mà gần đây, chuyện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 có sáng kiến dùng loại thảm nhựa màu xanh giả cỏ ốp toàn bộ các cột điện, trụ đèn, vừa để tăng tính thẩm mỹ, vừa để ngăn chặn việc dán các quảng cáo giao vặt trong các trụ này. Mới đây, tờ báo Việt Nam Express cho biết trong một bản tin đã tháo cỏ nhựa trên trụ điện ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hàng trăm trụ điện trên các tuyến đường ở quận 5 đã được tháo lớp cỏ nhựa chống giao vặt để đánh giá lại hiệu quả sau gần 4 năm triển khai. Hàng trăm trụ điện của quận 5 được tháo lớp vỏ nhựa sau gần 4 năm triển khai. Qua tìm hiểu được biết, chiều ngày 22 tháng 9, hàng loạt trụ điện chiếu sáng trên đường Phù Đổng, Thiên Vương và Hồng Bàng thuộc quận 5 đã được tháo lớp vỏ nhựa quấn quanh thân với mục đích ngăn không cho dán quảng cáo bôi bẩn. Bí thư quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Lữ Phương Hồng cho biết địa phương cho tháo gỡ những thảm cỏ nhựa hư hỏng, bị giòn, gãy để xem lại dự án này có còn phù hợp hay không. Trước đó, theo bà Hồng, quận 5 đã triển khai công trình ốp cỏ nhựa cho hơn 490 cột điện, gần 1.300 cột đèn chiếu sáng trên địa bàn. Việc gắn cỏ nhựa được thực hiện từ năm 2019, làm theo kiểu cuốn chiếu từng tuyến. Đến nay, tổng kinh phí chi đã gần 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên đến nay, dư luận xã hội thấy rằng dự án đó không chỉ phí phạm tiền bạc vô ích mà còn gây nhiều tồn tại về mặt thẩm mỹ và độ an toàn. Đại diện của công ty chiếu sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết quấn cỏ nhựa lên trụ đèn sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn, việc xử lý sự cố cũng như bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng. Theo Dân Trí, tổng cộng có 1.781 cột điện, cột đèn đã được ốp giả cỏ này. Tổng chi phí vào khoảng 230 triệu đồng, so với dự kiến là hơn 300 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5, ông Lê Tấn Tài cho biết, nguồn tiền này hoàn toàn cho dân đóng góp, tức là xã hội hóa. Tuy nhiên, cỏ nhựa là một thứ vật liệu rất dễ bị hư hỏng, xuống cấp trong điều kiện phơi nắng thường xuyên. Vì vậy, loại cỏ nhựa này sẽ phải thay thế thường xuyên, dẫn đến tình trạng chính quyền phải liên tục xin tiền các doanh nghiệp, mà thực chất là đi chấn lột. Để có nguồn kinh phí duy trì, dư luận đặt câu hỏi, phần chênh lệch tới mức 300 triệu đồng cho dự án và chi phí thực tế là 230 triệu đồng, liệu có bị tham nhũng hay không? Dự án nhằm vào mục đích chống quảng cáo và giao vặt trên các cột điện, nhưng quận 5 lại treo cái bảng khoe công trình. Điều đáng nói là dự án vừa kể trên của Mặt trận Tổ quốc quận 5 bị đánh giá là không chấm dứt được tình trạng dán treo quảng cáo mất thẩm mỹ trên đô thị. Theo bà Hồng, bí thư quận 5, sau khi đánh giá tính hiệu quả của dự án, nếu không phù hợp, quận sẽ thay bằng hình thức khác đẹp và hiệu quả hơn. Dư luận tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung cho rằng chuyện dẹp hay diệt tận gốc vấn nạn dán quảng cáo tờ rơi gây mất mỹ quan chẳng có gì là khó. Tại sao chính quyền không thông qua một văn bản dưới luật xử phạt chủ nhân các số điện thoại ghi trên các tờ quảng cáo ở mức phạt 200 triệu đồng mỗi vụ thì lập tức chấm dứt được tình trạng này trong một thời gian rất ngắn. Một thảm cỏ nhân tạo trên cột điện đã hư hỏng rất nhếch nhác trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Thay vì Mặt trận Tổ quốc quận 5 nhàn cư vì bất thiện, ngồi không thì thấy buồn. Trong khi người ta nghi ngờ rằng trên địa bàn quận 5 có rất nhiều cơ sở sản xuất cỏ nhựa, nên có phải chính quyền quận 5 muốn tạo công ăn việc làm cho họ và có vấn đề gì đằng sau đó hay không? Để gốc rễ câu chuyện về tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo quận 5 nói riêng, cũng như tư duy của lãnh đạo Việt Nam ở các cấp, cựu tổng biên tập báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thu Hồng đưa ra nhận xét như sau: lãnh đạo Sài Gòn hay thình lình có những sáng kiến ngang trẻ mẫu giáo năm đầu. Sau khi vẽ hoa lên cột điện bằng tay nghề của các cháu áo xanh chứ không phải là họa sĩ, nay đến quấn cỏ nhựa. Theo báo chí thì nhằm chống dán quảng cáo hút hầm cầu khoan cắt bê tông. Quản lý đô thị mà việc bé bằng con muỗi thế đấy bao nhiêu năm qua không xử lý được thì xin cơ chế đặc biệt cho thành phố làm gì nhỉ? Để cúng hay để dọa mà?
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay ốp cỏ nhựa, trụ điện và tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Liệu Thủ tướng có vượt qua được cuộc sát hạch của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 8 hay không? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 khóa 13 dự kiến sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10 năm 2023 với nội dung tập trung bàn về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Được biết, sau Hội nghị Trung ương 8, Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 9 cho biết, tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn ngay trong phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Theo dự kiến, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín và kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào chiều ngày 24 tháng 10. Quốc hội dự kiến lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp thứ 6. Theo quy định hiện hành, Quốc hội bầu và phê chuẩn một số chức danh và các chức danh này sẽ được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Trong đó, ba chức danh trong tứ trụ gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng đương nhiệm ông Phạm Minh Chính cũng nằm trong số các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Dư luận đánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệm kỳ này đối với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là hết sức quan trọng, vì nếu ông Chính không đạt được tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao thì khả năng cao là ông Chính khó có thể trụ lại trên chiếc ghế Thủ tướng. Dù Thủ tướng Chính đã bất ngờ vượt qua một cách ngoạn mục trong Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023. Trước Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 2023, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần bóng gió nhắc đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty IC, người đã bị xử bản án khiến bà Nhàn phải nhận án 30 năm, nhưng bà đã bỏ trốn. Ông Trọng đã từng khẳng định, trốn cũng không trốn được đâu, bà con cứ chờ mà xem. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty IC. Gần nhất vào cuối tháng 8 năm 2023, Bộ Công an đã lặp lại lời kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước đầu thú sau khi bộ này truy tố bà Nhàn trong vụ án thứ 3 với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới dùng các công ty con làm quân xanh để IC trúng thầu tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào hồi năm 2012. Điều đó chứng tỏ cam kết của Tổng Bí thư Trọng với cử tri đã thất bại. Do vậy, chuyện ông Tổng Trọng cay cú với Thủ tướng Chính là điều tất nhiên. Mới nhất, cựu bí thư Quảng Ninh, người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính đã chính thức bị sờ gáy. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đọc, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật do có sai phạm liên quan đến IEC, FEC. Ông Đọc là người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính ở vị trí bí thư Quảng Ninh trong giai đoạn 2015-2019. Theo tờ báo Việt Nam Express, vào ngày 21 tháng 9, ông Đọc cùng các thuộc cấp tại tỉnh Quảng Ninh bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Kiểm tra, để Ủy ban Nhân dân và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong quản lý, thực hiện các gói thầu do Công ty Tiến bộ Quốc tế IC, các công ty trong hệ sinh thái của IC và tập đoàn FEC thực hiện. Và hành vi của ông Đọc bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy kết là gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí lớn, tiền tài sản nhà nước đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Cho đến nay còn chưa rõ ông Nguyễn Văn Đọc có bị xóa bỏ tư cách cựu bí thư hay thậm chí vướng một vòng lao lý vì các sai phạm vừa kể trên hay không. Điều đáng nói là từ lâu nay, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, nguyên là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2015 đã bị công luận đồn đoán là có quan hệ mây mưa với bà Nhàn. Cuộc điều tra về vụ án tham nhũng tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian ông Chính là bí thư tỉnh ủy được báo chí trong nước tường thuật như là chuyện không liên quan đến ông này. Nhưng tờ nhật báo Haaretz của Israel thì lại khẳng định ông Phạm Minh Chính bị đưa vào tầm ngắm trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà thực chất là cuộc chiến quyền lực, triệt hạ phe phái trong nội bộ của Đảng. Ông Nguyễn Văn Đọc, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Hồi đầu tháng 8 năm 2023, tờ báo TASS của Đức cũng cho hay bà Nhàn đang ẩn náu ở Đức sau một thời gian ở Anh và đang đối diện nguy cơ bị bắt cóc về Việt Nam. Báo này cũng cho biết thêm, theo nguồn tin riêng của họ,
bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 7 thuộc cấp tại công ty IC đã nhanh chân lên máy bay đi ra nước ngoài trước khi bị công an tới bắt và xem xét tại nhà vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 liên quan đến vụ thông thầu xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Theo Bộ Công an, đã có 2 trên tổng số 7 thuộc cấp thân cận của bà Nhàn IC về nước đầu thú. Điều đó cho thấy vòng vây với cựu bí thư Nguyễn Văn Đọc đang khép chặt dần, và liệu Thủ tướng Chính có bị ảnh hưởng hay không. Cũng xin nhắc lại, việc Bộ Công an khởi tố truy nã bà Nhàn IC muốn bằng mọi giá đưa bà về Việt Nam theo lệnh của ông Tổng Bí thư Trọng. Mục đích là để truy tội Phạm Minh Chính, lấy cớ để gạt ông Chính ra khỏi cuộc đua và chiếc ghế Tổng Bí thư sau khi ông Trọng nghỉ vào cuối đại hội lần thứ 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin liệu Thủ tướng Chính có vượt qua được cuộc sát hạch của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 8 hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.